Hay ba lô review môn thể thao mạo hiểm ngay tại đường phố Việt Nam. Sai một bước là tháng về hai lần như chơi. Một khách Tây đã chọn Việt Nam làm điểm dừng chân cho chuyến đi du lịch của mình. Đến đây anh không chỉ được thưởng thức những món ăn đặc sắc mà còn được trải nghiệm bộ môn thể thao độc lạ mà không phải nước nào cũng có. Anh dài tay kiểu what the hell, gì mà đau tim vậy nè. Tuy là khá tự tin đi trên vạch đường dành cho người đi bộ, nhưng nhìn cảnh những chiếc xe máy, ô tô lao vun vút ngay sát mình mà anh dài như mất hồn. Băng qua đường thôi mà không khác gì chơi trò cảm giác mạnh. Du khách nước ngoài nào từng đến Việt Nam chắc cũng phải ít nhất một lần được trải nghiệm cảm giác này. Đúng rồi. Nhưng với người Việt Nam thì qua đường vốn đã trở thành bản năng và đây chính là bí kíp. Bình tĩnh, quan sát kỹ và bước thẳng một phát là có thể đến đích thành công. Càng ngập ngừng, càng nhấp là càng đi xa đó nghe quý vị. Cộng đồng mạng sau khi xem xong màn qua đường đầy đau tim của anh dài tay này đã để lại nhiều bình luận như sau. Đi là đi luôn, dừng lại cũng có nghĩa là đi luôn. Ủa gì vậy? Nói chung quà cứ đúng nhịp độ, đừng thay đổi nhịp độ là được. Lệch nhịp là đi, mà đi đâu thì còn lâu mới biết. Chỉ có thể là Việt Nam. Hay muốn đi qua chỉ cần suy nghĩ, không dám tông mình đâu. Trước khi đến Việt Nam thì hẳn là anh ấy đã phải chuẩn bị một trái tim thật khỏe mạnh, tâm hồn thật vững vàng mới hoàn thành kỹ năng qua đường hoàn hảo này phải không các bạn? 10 điểm không có nhưng dành cho anh dài. Bạn cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy chia sẻ bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại!